tiên tri tiết lộ vận số phú quý, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, giàu nhanh chóng mặt, mua nhà tậu xe, tiền tiêu ba đời không hết trong năm 2024, nếu biết bí mật này. Quý vị anh chị thân mến, người xưa đã từng nói rằng, cuộc đời của mỗi người là chuỗi những ngày nối tiếp nhau trong khổ ải trần gian. Chỉ có những người có phúc dày mệnh lớn thì mới có đủ bản lĩnh để đi qua sóng gió và đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống của mình. Biết bao người làm việc quần quật quanh năm suốt tháng mà cũng chẳng gặp được cơ may nào, nhưng lại có những người làm đâu. Chúng đấy, may mắn ngập đầu, trúng số liên tiếp, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, giàu sang hết phần thiên hạ. Không lẽ chẳng có cơ may nào đến với vận mệnh, vận trình của người tuổi Mậu Ngọ hay sao? Quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh cho thấy, bước vào năm 2024 âm lịch, người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, bất ngờ được thần tài báo mộng, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đánh đâu trúng đấy, trúng giải độc đắc, tiền vào như nước, đổi đời đại gia, tay ôm tiền tỷ về tay, giàu có chỉ sau một đêm. Có thể nói rằng, đây là thời điểm cuốn trôi đi hết tất cả những nợ nần, nghèo khổ cả một đời của con giáp này, thay vào đó là tiền tỷ cầm tay, mua nhà lầu, xe xịn, đổi đời, giàu sang sung sướng. Vậy vận mệnh của con giáp này biến động ra sao? Năm 2024 âm lịch tới đây, quý bản mệnh cần chú ý những điều gì? Cơ may nào sẽ đến với con giáp này? Và trong năm quý bản mệnh sẽ phải làm những điều gì? Ngay bây giờ sẽ là bí mật trong video ngày hôm nay. Vận số phú quý, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, giàu nhanh chóng mặt, mua nhà tậu xe, tiền tiêu ba đời không hết trong năm 2024. Đầu tiên, đôi nét về tính cách cuộc đời tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Xét theo tử vi vận mệnh của người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, có bản tính nóng như lửa, nên đôi khi tai tiếng qua lại chẳng quỵ lụy nịnh bợ ai, nên con đường quan lộ khi sắp được lại hỏng bởi tính thiếu kiên trì. Tuổi này, nếu số tốt thì no đủ sung sướng từ lúc bé, vì được sinh ra trong gia đình khá giả, bằng không thì tuổi trẻ vất vả lao đao, về trung niên và hậu vận mới phong lưu giàu có. Nói tóm lại, tuổi này thông minh, nhanh nhạy, no đủ suốt đời, đối với cha mẹ không mấy hòa thuận, tính tình ít nhờ vả và luôn muốn tự lực, lòng tự trọng cao. Họ không bao giờ nghĩ tới nhờ vả quỵ lụy mà luôn tự mình cánh sinh, xử lý vấn đề, họ có nhiều tham vọng và luôn cố gắng để đạt được cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Con đường tình duyên không mấy thuận trèo mát mái, nếu là trai thì tính lãng mạn, đam mê ảnh hưởng tới sự nghiệp. Họ cũng nên rộng lòng để vợ con yên vui, hạnh phúc, con người si mê nhưng nhanh chán mọi thứ, nên thường ít khi đạt được mục đích. Nếu sinh vào giờ tốt thì đỗ đạt nhưng có chất vật, bằng không vì con người không thích nề nếp, gò bó. Làm việc giờ giấc nên chỉ thích hợp với các nghề tự do, thoải mái như văn nghệ sĩ, luật sư, họa sĩ. Vận niên tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong năm 2024. Theo thầy tử vi học Phương Đông, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, bước vào năm 2024 gặp vận niên, chư phùng hỏa, xấu. Vận niên chư phùng hỏa mang ý nghĩa về vận niên xấu, hình tượng lợn gặp phải lửa hay còn gọi là heo quay. Người tuổi này trong năm dự báo đưa tới nhiều biến cố đột xuất, các khoản thu nhập cơ bản không được như ý nhưng phải vất vả gian truân. Xem tử vi năm 2024, tuổi Mậu Ngọ cho thấy năm này làm ơn thường mắc oán. Chính vì vậy hãy nên an phận, nếu đón được thời cơ tốt cho công việc thì cũng cần có sự suy tính kỹ lưỡng, không nên quá vội vàng trước các quyết định. Đường tình duyên trong năm có thể không thay đổi nhiều, về cuối năm có cơ hội tốt lên. Theo tứ trụ tử vi tuổi Mậu Ngọ, trong năm 2024, thiên hòa, địa hợp, năm nay tuổi Mậu Ngọ khi gặp khó khăn sẽ được mọi người hỗ trợ và giúp đỡ. Có thể thấy rằng, tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2024 dự đoán không nhận được nhiều cát lành. Về công việc làm ăn của nam sinh năm 1978, gặp nhiều khó khăn và bất lợi, việc mưu cầu công danh, sự nghiệp không tốt. Ngoài ra, phương diện tài chính của bản mệnh cũng không được may mắn. Chuyện tình cảm của bản mệnh thường xuyên phải xảy ra mâu thuẫn và nếu xuất hành đi xa thì cần phải cẩn thận hơn. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1978. Xét về thiên can. Thiên can tuổi là Mậu, có ngũ hành thuộc thổ, gặp thiên can năm là Giáp có ngũ hành thuộc mộc, là mối quan hệ tương xung. Trong năm 2024, người tuổi này năm nay công việc sẽ có những thay đổi. Chuyên gia xem tử vi năm 2024,
tuổi Mậu Ngọ cho thấy đây cũng là năm của sự mở mang hoặc thêm mới liên quan tới công việc của người thiên can Mậu. Tuy nhiên, chủ mệnh nên chú ý dễ vướng vào những mâu thuẫn, những chuyện thị phi đưa đến. Về tình cảm của vợ chồng thì khó được thuận hòa, cẩn thận gặp chuyện bất lợi, tiền bạc trong năm phải chi tiêu nhiều cho công việc. Xét về địa chi. Địa chi của người tuổi này là Ngọ, gặp địa chi của năm là Thìn, chủ về quan hệ bình hòa. Năm này mọi công việc của bản mệnh tuổi Ngọ dự báo không có những đổi mới. Nếu bản mệnh dự tính công việc gì thì sẽ dẫn tới phải tiêu pha nhiều tiền bạc, hơn nữa đầu tư thì khó thu hồi được vốn. Xem bói tử vi tuổi Mậu Ngọ, năm 2024 nam mạng. Về ngũ hành địa chi năm và địa chi của tuổi Ngọ là chủ về sự hao tán, về phương diện tiền bạc cũng như sức khỏe. Xét về ngũ hành. Ngũ hành của người sinh năm này thuộc hỏa, gặp năm có ngũ hành thuộc hỏa, thể hiện mối quan hệ chủ về tương hợp, tốt. Theo đó, trong năm Giáp Thìn, người mệnh hỏa các công việc tương đối suôn sẻ. Luận theo tử vi tuổi 1978 năm Giáp Thìn cho thấy, chủ mệnh sẽ có sự hồn hạp hoặc phát triển làm ăn với anh em hoặc là bạn bè, người thân, những dự định mới muốn tiến hành trong cuộc sống hay công việc năm nay cũng đạt được kết quả tốt. Về sức khỏe tương đối tốt, tiền bạc trong các tháng giữa năm nhiều cơ hội kiếm xa hơn so với những tháng cuối của năm. Xét theo cung phi. Người tuổi này về cung phi là Tốn thuộc Mộc, gặp cung phi chấn của năm 2024 là Giáp Thìn, cũng có ngũ hành Mộc là khí diên niên. Theo đó, năm Giáp Thìn với người sinh năm này có sự củng cố về cả công việc và gia đạo, thay đổi công việc trong năm được lợi và nhận được hỗ trợ từ quý nhân. Chuyên gia xem tử vi, năm 2024 bản mệnh cho thấy ngũ hành của cung phi năm và cung phi tuổi cùng là Mộc, đó là Mộc xương và Mộc âm, cho nên tương trợ lẫn nhau và xuất hành đi xa, trong năm này có lộc đưa tới và có nhiều niềm vui. Khác với tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2023, thì sang năm Giáp Thìn 2024, người tuổi này có một năm khá khó khăn, bạn phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn trong cuộc sống, cũng như công việc. Về công việc, thời gian này bạn cần chú ý tới các mối quan hệ xã giao của bản thân, hạn chế gây thù kết oán với người khác. Khi tham gia vào các cuộc tranh luận, hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, tránh nói năng, hành xử nóng nảy, đắc tội với người, đẩy mọi việc đi vào bế tắc. Thời điểm đầu năm, bạn thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện cố tình gây phiền phức cho bạn, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự tốt với mình, ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận rồi ngấm ngầm gây họa. Hãy tin rằng sự cố gắng của bạn sẽ luôn được đền bù xứng đáng. Dù đầu năm, bản mệnh gặp phải không ít khó khăn, nhưng sau đó nhờ các tinh soi đường chỉ lối, tuổi Ngọ sẽ dần dần bắt kịp được với guồng quay của công việc. Lại thêm các tinh chính quan, cho thấy sự nỗ lực của bạn luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm, bạn có cơ hội được khen thưởng, thậm chí thăng quan, tiến chức nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hơn nữa rồi, trong hoàn cảnh nào, hãy cứ luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, không đẩy các mâu thuẫn lên cao khiến mối quan hệ và cả công việc lâm vào bế tắc. Về tiền bạc, việc làm ăn kinh doanh cũng diễn ra khá khó khăn, đòi hỏi bản mệnh phải kiên trì với mục tiêu của mình, đặc biệt khi phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh. Bạn cần có cách hành xử phù hợp, không nên vội vàng tin theo hay chạy theo bước chân của người khác, làm những việc không chính đáng để kiếm lợi về mình. Về tình cảm, cát khí dù giảm mạnh khi vợ chồng, các thành viên trong gia đình không tìm được tiếng nói chung, đã đến lúc bản mệnh nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, hạn chế những hiểu nhầm không đáng có. Về sức khỏe, điểm sáng nhất trong tử vi năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ là phương diện sức khỏe hầu như không bị tác động nhiều. Để có thể duy trì được tình trạng này, bạn nhớ xây dựng cho mình một lối sống khoa học, giảm thiểu các hoạt động tiệc tùng không cần thiết, hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao, không nên dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động vui chơi, giải trí hoặc làm việc quá sức. Sao hạn tuổi Mậu Ngọ phạm phải trong năm 2024. Đầu tiên là sao chiếu mệnh tử vi tuổi Mậu Ngọ nam mạng trong năm Giáp Thìn, đó là sao Thổ Tú, là một thổ tinh. Sao Thổ Tú chiếu mệnh tử vi nam mạng 1978 trong năm 2024, chủ về hung tinh có sự xung khắc hoặc trở ngại công việc. Bên cạnh đó, trong năm có người thưa kiện, ném đá giấu tay hoặc gia đạo mâu thuẫn, bất hòa. Xuất hành trong năm nay không được lợi, kinh doanh thua lỗ, chú ý chăn nuôi không được thuận lợi. Ngoài ra, có thể sức khỏe của bản thân không được tốt, trong năm xấu nhất là tháng 4 hoặc tháng 8 âm lịch. Vận hạn tử vi tuổi Mậu Ngọ
sinh năm 1978, nam mạng, trong năm 2024, gặp hạn ngũ mộ, là một tiểu hạn. Đây là một tiểu hạn chiếu tử vi mậu ngọ, nam mạng, cho thấy về một năm có những bất lợi về tiền bạc, hao tốn tài của, gặp hạn ngũ mộ không nên mua đồ lậu trong năm này. Bên cạnh đó, mua đồ nên chú ý về vấn đề hóa đơn, không nên mua đồ mà thiếu hóa đơn trong năm để tránh đưa tới tai bay vạ gió, thì không nên cho ai vào nhà ngủ nhờ. Sao chiếu mệnh tử vi tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978 nữ mạng, trong năm giáp thìn, đó là sao Vân Hớn, là một họa tinh. Theo tử vi tuổi mậu ngọ, năm 2024 nữ mạng, sao Vân Hớn khiến công việc kinh doanh của người nữ mạng tuổi này cơ bản bình thường, nhưng nếu đang mang thai thì có thể ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Ngoài chủ mệnh, dễ bất lợi về sức khỏe, tài hình, những chuyện liên quan tới thư kiện giấy tờ trong năm, đặc biệt là tháng 2, tháng 8 âm lịch, có chuyện quan sự, đề phòng khó nuôi gia súc hoặc gia đạo đưa đến nhiều chuyện. Vận hạn tử vi, tuổi mậu ngọ nữ mạng, trong năm 2024, gặp hạn ngũ mộ, là một tiểu hạn. Luận giải tử vi năm 2024, tuổi mậu ngọ nữ mạng cho biết, gặp năm hạn ngũ mộ, nên mọi việc cần lưu ý, tiền bạc có sự hao tán, thậm chí là mất mát của cải. Vậy xét năm 2024 này, tuổi mậu ngọ sẽ như thế nào? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường tử vi luận giải chi tiết theo các phương diện chính dưới đây. Đầu tiên là xét về phương diện sự nghiệp tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978. Tử vi tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978 trong năm giáp thìn nhận định con đường sự nghiệp của đương số không quá thuận lợi do phải chịu tác động lớn của cục diện phá thái tuế. Vì thế, cần phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc, tránh chủ quan, lơ là, dù là trong công việc quen thuộc đi chăng nữa. Thời điểm đầu năm, bạn thường gặp bất hòa với bạn bè và đồng nghiệp, thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện, cố tình gây phiền phức, khiến cho công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính của bạn. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thực sự tốt với mình, còn ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận rồi ngấm ngầm gây họa. Khi đã tìm ra được gốc rễ của mọi vấn đề, bản mệnh nên bình tĩnh để có cách giải quyết hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, giữ vững chính kiến của mình là tốt, song nếu bảo thủ, không biết tiếp thu kiến thức mới thì lại không phải là hay. Chính con giáp này cũng sẽ không muốn mình mãi dậm chân tại chỗ đâu có đúng không nào, hãy tin rằng sự cố gắng của bạn sẽ luôn được đền bù xứng đáng. Dù đầu năm, bản mệnh gặp không ít khó khăn, thế nhưng sau đó nhờ có thái âm cát tinh soi đường chỉ lối, tuổi mậu ngọ sẽ dần dần bắt kịp lại với guồng quay của công việc, lại thêm cát tinh cho thấy sự nỗ lực của bạn luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm, bạn có cơ hội được khen thưởng, thậm chí là thăng quan nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hơn nữa dù trong hoàn cảnh nào. Hãy luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, không đẩy các mâu thuẫn lên cao, khiến mối quan hệ và công việc lâm vào bế tắc. Xét về phương diện tài lộc, tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978. Coi bói tử vi năm 2024, vận trình tài lộc của người tuổi mậu ngọ cũng không mấy sáng sủa, khiến cho bạn vấp phải nhiều khó khăn, các kế hoạch đặt ra từ đầu năm khó đạt được như ý muốn. Đối với người làm công ăn lương, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại, khiến công việc tiến triển khó khăn, đặc biệt là thời điểm đầu năm công việc không đạt tiến độ, yêu cầu, ảnh hưởng tới tài lộc, dậm chân tại chỗ, ít người nhận được tiền thưởng nóng hay cơ hội tăng lương. Đối với người làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt tới từ đối thủ, thậm chí có kẻ còn tìm cách hãm hại bạn, đẩy bạn vào cảnh hao tài, tốn của. Vì thế, con giáp này cần phải cẩn thận trước mọi lời mời gọi đầu tư của người khác, đặc biệt nếu đối phương là người bạn không hiểu rõ. Đồng thời hãy luôn suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra các quyết định đầu tư làm ăn, có thể đó là cái bẫy do kẻ xấu đã sắp đặt sẵn, chờ bạn nhảy vào. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy luôn chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ, chớ phung phí cho những hoạt động không cần thiết. Tốt nhất hãy luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng và để dành ra một khoản tiền kha khá, đề phòng sự cố bất ngờ. Đến cuối năm, vận trình có dấu hiệu hòa hoãn hơn, chính tài, cát thần phát huy tối đa vai trò trợ giúp, những ai làm ăn chân chính sẽ có được sự đền đáp tương xứng. Đương số có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó, bạn nên sử dụng khoản tiền này một cách thông minh vào những mục đích cụ thể, tránh chỉ nghĩ tới việc chơi bời, hưởng thụ hoặc tham gia vào các trò đỏ đen kẻo tiền mất tật mang. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978. Đáng buồn là con đường tình duyên của người tuổi mậu ngọ cũng phủ một màu ảm đạm,
ngũ hành tương khắc, ảnh hưởng tới cả những người đã lập gia đình cũng như những người còn độc thân. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng lặp, ai cũng cho rằng bản thân mình là đúng, thế nên chẳng bao giờ chịu nhường nhịn nhau. Sự thiếu lắng nghe, thiếu thông cảm khiến cho mối quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Chưa dừng lại ở đấy, quan hệ cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và tranh chấp. Có thể những khác biệt thế hệ khiến đôi bên khó có được sự hiểu nhau. Nếu ai cũng chỉ khăng khăng giữ cái tôi của mình thì khó có thể duy trì được bầu không khí yên ấm trong gia đình. Tuy nhiên, mọi việc vẫn có thể cứu vãn nếu bạn chịu thay đổi bản thân mình. Nếu vẫn còn coi trọng gia đình, bạn nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể có cách hành xử hợp lý hơn. Khi biết quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ thấy mọi việc chẳng còn khó khăn như trước nữa. Cuối cùng, xét về phương diện sức khỏe tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. May mắn là người tuổi Mậu Ngọ không gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe trong năm nay, đa phần mọi người đều duy trì được thể trạng khỏe mạnh. Dù gặp khó khăn cũng không quá bi quan, suy sụp, để có thể duy trì được tình trạng này, bạn nên nhớ xây dựng cho mình một lối sống khoa học. Giảm thiểu các hoạt động tiệc tùng không cần thiết, hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao, không nên dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động vui chơi giải trí hoặc là làm việc quá sức. Bản mệnh cũng nên lưu ý việc khám xét định kỳ, đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Nếu bạn không bị bệnh thì việc này lại mang đến cho bạn tâm lý an tâm hơn nữa, nhờ đó mà cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe hơn. Quý vị thân mến, cùng ở trong một năm nhưng có tháng tốt, tháng xấu, vận trình cũng thế mà thay đổi. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết tử vi từng tháng âm lịch của tuổi Mậu Ngọ trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên là tháng 1 âm lịch năm 2024. Tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn là một tháng với nhiều may mắn đối với người tuổi Mậu Ngọ. Bạn nên tận dụng khoảng thời gian này để thực hiện các kế hoạch của mình, ắt bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân để gặt hái thành công. Nhìn chung, phương diện tài chính tương đối đủ đầy, không dư, cũng không thiếu. Tuy nhiên, để có được một khoản dư kha khá vào cuối năm, mệnh chủ nên ưu tiên tích lũy có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Với người làm công ăn lương, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại, khiến công việc tiến triển khó khăn, đặc biệt là thời điểm đầu năm. Công việc không đạt được tiến độ yêu cầu, ảnh hưởng tới tài lộc, dậm chân tại chỗ, ít người được nhận tiền thưởng nóng hoặc cơ hội tăng lương. Nhân duyên tốt cũng giúp cho con giáp này gặp được người tâm đầu ý hợp hoặc là bạn bè, đối tác, giới thiệu cho những mối làm ăn đáng quý, hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội thuộc về mình, bạn sẽ có bước tiến đáng kể trong cuộc sống. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Bản mệnh cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn trong khoảng thời gian này, thậm chí có người còn được giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng giúp khẳng định vị thế, có lợi cho con đường thăng quan tiến chức, hãy tin tưởng vào bản thân để có thể sẵn sàng chấp nhận hết mọi thách thức. Đối với người làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt tới từ đối thủ, thậm chí có kẻ còn tìm cách hãm hại bạn, đẩy bạn vào cảnh hao tốn tài của. Bởi vậy, con giáp này cần phải cẩn thận trước mọi lời nói, mời gọi đầu tư của người khác, đặc biệt nếu đối phương là người bạn không hiểu rõ. Đồng thời hãy luôn suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra các quyết định đầu tư, có thể đó là cái bẫy của kẻ xấu đã sắp đặt chờ sẵn bạn nhảy vào. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy luôn chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ, chớ phung phí cho những hoạt động không cần thiết. Tốt nhất hãy luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng và để dành sau một khoản tiền tiết kiệm, đề phòng sự cố bất ngờ. Tuy nhiên, cơ hội cũng sẽ tiềm tàng nguy cơ, kẻ tiểu nhân vẫn luôn tìm cách để đẩy bạn vướng vào thị phi. Nhằm hạ uy tín, tốt nhất hãy tập trung làm cho tốt công việc của mình, tránh quan tâm tới những yếu tố bên ngoài. Chuyện tình cảm có tiến triển nhất định khi bạn gặp được đối tượng ưng ý, đôi bên có thể giữ quan hệ, tìm hiểu kỹ hơn về nhau. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch, người tuổi Mậu Ngọ sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn, bạn dễ mâu thuẫn với người quyền cao, chức trọng, nên không chiếm được bất cứ ưu thế nào, hãy khiêm nhường hơn trong cách hành xử, nhưng đừng vì thế mà lùi lại nhường cơ hội cho người khác. Chuyện tình cảm cũng không mấy hài hòa, khi người có đôi có cặp cũng cảm thấy bị trói buộc trong mối quan hệ của mình. Bạn mong muốn nửa kia cho mình nhiều không gian tự do hơn, nên thường tỏ vẻ khá lạnh lùng và bất cần. Việc tiếp xúc với các thiết bị điện tử là điều không thể tránh khỏi khi công cuộc chuyển đổi số đang ngày càng được áp dụng rộng rãi. Song bản mệnh nên phân bổ thời gian nghỉ ngơi hợp lý hơn để tránh tình trạng thị lực bị suy giảm, đau mắt, mắt bị nhức mỏi. Những bài tập nhẹ nhàng các loại thực phẩm chứa dưỡng chất cho mắt
sẽ giúp cửa sổ tâm hồn của mệnh chủ luôn duy trì được thể trạng ở mức tốt nhất. Để có thể duy trì được tình trạng này, bạn nhớ xây dựng cho mình một lối sống khoa học, giảm thiểu các hoạt động tiệc tùng không cần thiết. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, không nên dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động vui chơi giải trí hoặc là làm việc quá sức. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Mậu Ngọ cảm thấy tự tin và hiếu thắng hơn trong tháng này, song bạn vẫn cần hết sức chú ý tới tình huống trước mắt. Chỉ khi có cách hành xử phù hợp trong nhiều tình huống khác nhau, bạn mới có thể phát triển thuận lợi, không vô tình đắc tội với người. Đối thủ cạnh tranh của bạn có thể xuất hiện trong tháng này, khuyên bạn trở nên quá nóng vội, đưa ra những quyết định thiếu chính xác. Con giáp này cần phải biết mình, biết ta thì mới mong gặt hái được thắng lợi. Tài vận trong tháng mới của người tuổi Mậu Ngọ không được như ý, do vậy bản mệnh tốt hơn hết. Hãy nên thận trọng trong kinh doanh, đầu tư, những tham vọng của bạn nên gác sang một bên để chọn thời điểm thích hợp hơn. Ngoài ra, có dấu hiệu bị mất tiền, trộm cắp, do đó bản mệnh lưu ý nhà cửa phải đóng chốt cẩn thận. Để đề phòng trộm cắp nữa nhá, khi đi ra đường thì nhất định chỉ nên mang theo một chút ít tiền mặt mà thôi. Tháng này luôn phải đề cao đến việc tiết kiệm tiền, hãy trân trọng từng đồng tiền bạn kiếm ra, vì nguồn thu trong tháng này rất khó có cơ hội gia tăng, nên chi tiêu cần phải tiết kiệm bạn nhé. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Tháng 5 vừa tiềm tàng nguy cơ, nhưng cũng sẽ có những cơ hội xuất hiện, giúp bản mệnh khẳng định bản thân. Bằng sự mưu trí và bản lĩnh của mình, cộng thêm sự giúp đỡ từ quý nhân, con giáp này có thể vượt được chông gai, khai mở ra con đường mới để phát triển. Tháng này cũng không thích hợp để vay mượn tiền bạc, dù là đi vay hay cho người khác vay, càng làm mối quan hệ thân thiết thì càng phải sòng phẳng. Chuyện tiền nong nếu không có ma lực của đồng tiền, có thể khiến người thân trở mặt, vừa mất tiền, lại mất cả tình cảm, bản mệnh tốt nhất không nên thổ tài để hạn chế tình trạng phá tài. Với người làm ăn kinh doanh, chớ đặt hy vọng buôn bán vượng phát trong tháng này, kẻo hy vọng lắm thì thất vọng nhiều. Có thể cách thức kinh doanh của bạn đã cũ, nên dành thời gian nghiên cứu, phân tích thị trường để tìm ra hướng đi mới, có như vậy bạn mới theo kịp thời đại và nâng cao sức cạnh tranh, doanh thu mới được cải thiện. Thêm thời điểm đào hoa vượng, bạn có thể gặp được một vài đối tượng khá phù hợp nếu có thiện cảm với đối phương. Bản mệnh nên nhanh chóng chấp lấy cơ hội, tuy nhiên với các cặp vợ chồng thì bạn nên chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ không có sự phát triển thuận lợi được như dự tính trong tháng 6 này. Con giáp này cần chú ý trong các hoạt động hợp tác, tránh để kẻ xấu đâm sau lưng hoặc tìm cách cướp công của mình. Chuyện làm ăn kinh doanh chưa có tiến triển gì đáng kể, bạn cần phải dành khá nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề đau đầu. Nếu còn điều gì băn khoăn nữa, bạn nên hỏi ý kiến của người giàu kinh nghiệm, tránh tự mình mày mò, tìm cách giải quyết cuối cùng lại đưa ra quyết định sai lầm. Chuyện tình cảm trong tháng cũng gây không ít phiền lòng cho con giáp này, mối quan hệ thiếu đi sự hài hòa, vợ chồng tranh cãi liên miên, nguyên do bắt đầu cũng bởi cái tôi của bạn quá cao. Mỗi khi cả hai có quan điểm trái ngược, bạn luôn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, không chịu nhượng bộ đối phương trong bất cứ chuyện gì. Phương diện sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ không gặp trở ngại nào quá lớn, tuy nhiên dịch mã động tinh xuất hiện, khiến bản mệnh thường xuyên phải dịch chuyển, tinh thần chịu nhiều áp lực cuộc sống nên khó tránh khỏi mệt mỏi, lao lực. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Người tuổi này không gặp được nhiều cơ hội thích hợp trong tháng 7, chủ yếu là bạn chưa chuẩn bị kỹ các yếu tố nhân lực và vật lực, nên thời cơ đến cũng khó mà có thể nắm bắt được, bản mệnh nên coi đây như một bài học để không còn vướng phải trong tương lai. Tuy nhiên, tháng này tuổi Mậu Ngọ khởi sự khá vất vả, phải 5 lần 7 lượt đối mặt với khó khăn thì mới có thể tiến tới thành công. Đúng là vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bạn không nản lòng, mọi việc đều chuyển hướng tốt đẹp. Tất nhiên, chẳng có con đường nào đi tới thành công mà trải toàn hoa hồng, song nếu con giáp này chấp nhận thử thách để có thể có được thứ mình muốn, thì bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng tương xứng, thái độ nhàn tản, cưỡi ngựa xem hoa không thích hợp cho thời điểm này. Ngoài ra, bạn cũng cần phải mua sắm, chi tiêu khá nhiều trong thời điểm này, vì vậy chớ tiêu xài lãng phí hoặc đầu tư mù quáng, nếu không dễ rơi vào cảnh hao tốn, tài của, thậm chí phải vay mượn của người khác để sống qua ngày. Khi xuất hành đi xa, đi công tác hay đi du lịch, bạn nên chú ý an toàn, tránh xa khu vực sông nước, đề phòng họa huyết quang, nếu mang thêm con nhỏ cần liên tục để mắt đến con, không để bọn trẻ chơi quá xa tầm tay của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn xe cộ, luyện tập nâng cao thể chất, hạn chế bệnh cũ tái phát. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch.
tuổi Mậu Ngọ phải đối diện với khá nhiều trắc trở trong sự nghiệp vào tháng 8 năm Giáp Thìn. Bạn cần phải cẩn trọng trong các quyết định của mình, tránh tin người quá đáng, kẻo phải chịu tổn thất không đáng có. Việc làm ăn buôn bán cũng cần chú ý hợp đồng rõ ràng, chớ đẩy bản thân vào cảnh tranh chấp tiền bạc, hãy nhân thời cơ hiếm có này để nhanh chóng hoàn thành những mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước, gây ấn tượng với cấp trên và mọi người xung quanh. Thời điểm này bạn có thể kết giao được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp đáng quý. Trên phương diện tài lộc, bạn có nhiều thời điểm để mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình. Tháng này, việc làm ăn về cơ bản diễn ra thuận lợi, bạn có thể kiếm về cho mình một khoản tiền kha khá. Thời điểm này, quý nhân xuất hiện có thể giúp bạn nhanh chóng giải quyết vấn đề khúc mắc, thậm chí giải quyết cho những mối làm ăn phù hợp với năng lực của mình, giúp bạn trở thành con giáp giàu có. Quan hệ vợ chồng cũng không được yên ấm trong tháng này, ai cũng bận rộn với các công việc riêng, nên cũng ít thời gian quan tâm tới nhau hơn. Để tránh mối quan hệ trở nên lạnh nhạt, hai người nên sắp xếp thời gian để hâm nóng lại cảm xúc. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Sự kiêu ngạo và mù quáng có thể đẩy bản thân người tuổi Mậu Ngọ vướng vào rắc rối trong tháng 9 này. Bạn nên chú ý trong giao tiếp với lãnh đạo, tránh thể hiện cái tôi quá lớn, gây ấn tượng xấu với đối phương. Đối phương có thể đưa ra cho bạn những ý kiến góp ý, kiến nghị sửa đổi hoặc gợi ý hướng đi mới, giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về chính bản thân mình. Về công việc mình đang làm hoặc về tình hình thực tế trước mắt, một trong những hoạt động cần thiết trong thời điểm này chính là mở rộng các mối quan hệ xã giao. Đối với sự thông minh, nhiệt tình và những nét độc đáo trong tính cách, bạn chắc chắn có thể thu được nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân của bạn. Phương diện tình cảm, có nhiều chuyển biến tích cực hơn, người độc thân có thể gặp được một vài đối tượng khá triển vọng. Tuy nhiên, con giáp này cần khiêm tốn hơn nữa trong các mối quan hệ, không nên tự tâng bốc bản thân quá nhiều, nên dành nhiều thời gian để lắng nghe đối phương nhiều hơn. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Tháng 10 âm lịch, bản mệnh sẽ phải chịu đựng khá nhiều áp lực trong công việc. Bạn không nên trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác, mà hãy tự lực cánh sinh. Khi bạn tự cố gắng để vươn lên, bạn sẽ ngày một tài giỏi và mạnh mẽ hơn, tương lai đủ sức để đương đầu với sóng gió. Dù là người làm trong lĩnh vực nào đi nữa, nếu có cơ hội bạn cũng nên tích cực làm thêm nhiều việc thiện. Ví dụ như, đóng góp tiền bạc giúp đỡ những người khó khăn, những việc tốt đẹp bạn làm trong thời điểm này sẽ giúp bạn chạm tay tới cơ hội đáng quý trong tương lai. Trong mối quan hệ vợ chồng, hai người cần phải thẳng thắn và chân thành với nhau, chớ có những tư tưởng tìm thú vui ở bên ngoài. Nếu có mâu thuẫn xảy đến, đôi bên cần nhanh chóng tìm cách giải quyết, chứ không phải là làm ngơ, mặc mọi chuyện đến đâu thì đến. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, bạn cũng nên chú ý tới việc rèn luyện sức khỏe, hãy tích cực vận động, tập luyện thể dục, thể thao để cơ thể luôn ở vào trạng thái linh hoạt, dồi dào sức sống, đồng thời tránh các bệnh như thoái hóa xương khớp, thừa cân. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn nên nghỉ ngơi ngay cho đến khi cơ thể đầu óc tỉnh táo trở lại. Đừng vì quá hăng hái mà bắt cơ thể làm việc ngay cả khi mệt mỏi, bởi như vậy, không những không mang đến hiệu quả cao mà còn khiến bạn dễ phạm sai lầm. Tiếp theo là tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Mậu Ngọ khó tìm được cơ hội để phát huy năng lực của bản thân trong tháng 11 này. Dường như cấp trên và đồng nghiệp luôn chèn ép bạn, khiến bạn vất vả lắm mới đạt được mục tiêu đã đề ra. Việc làm ăn buôn bán cũng gặp phải khá nhiều khó khăn, bạn không nên vội vã tìm cách mở rộng thị trường. Hãy đánh giá chính xác tình huống trước mắt, rồi đưa ra những quyết định sau cũng không muộn. Khi gặp phải khó khăn, bản mệnh nên tâm sự với người thân hoặc những người đi trước giàu kinh nghiệm, có như vậy bạn sẽ giảm được áp lực, đồng thời được đối phương chỉ cho những hướng phát triển đúng đắn. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn âm lịch, dù vất vả thế nhưng người tuổi Mậu Ngọ vẫn có thể gặp được một vài cơ hội để phát triển. Hãy nhanh chóng nắm bắt, đừng ngần ngại thể hiện điểm mạnh của bản thân, bạn có thể chạm tay vào mục đích của mình. Người làm ăn kinh doanh nhanh nhạy hơn trong việc nắm bắt xu thế của thị trường nên có thể mở lối đi riêng. Thu hút được một lượng khách hàng mới khá lớn, dù bận rộn nhưng bạn rủng rỉnh tiền tiêu. Chuyện tình cảm cũng hòa hoãn hơn khi các thành viên trong gia đình bắt đầu biết thông cảm và đặt mình vào vị trí của đối phương là dấu hiệu đáng mừng trong những ngày cuối cùng của năm. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video.
Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.